Miu xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay Miu sẽ tiếp tục làm một clip về WeBG cho các bạn xem nha. Nãy giờ Miu thất trận hơi là nhiều, tại vì Miu muốn kiếm một tem mà có người Việt Nam á để bán mở mét nói chuyện, nhưng mà không có. Cái clip này thì được như 2-3 người gì á, mà không biết người ta có mở mét nói chuyện không, thì Miu không có nghe gì hết trơn á. Bây giờ hình như là ba người kia cũng là người Việt Nam hết, nhưng mà để Miu follow, Miu nhảy chung với người ta xem mấy người đó bay đi đâu á. Follow người thứ ba nha, thì không biết coi họ nhảy đi đâu. Thôi khỏi nói nữa, nhiều anh em vậy nên bỏ vậy ở rễ đúng rồi, không có nhiều. Đó anh em à. Dạ, anh em cũng bị má bắt ở rễ rồi. Lâu quá đi thôi. Má chồng. Nhảy đi đâu mà nhảy lâu dữ vậy trời. Trời ơi, nhảy xuống tận cùng thế giới vậy luôn hả trời. Nhảy cuối đường bay luôn nha mọi người. Chờ đợi nó nhảy, chắc chờ tới mùa thu năm sau luôn quá. Nhảy đâu mà nhảy cuối đường băng luôn. Lâu quá. Tới rồi nè, cuối cùng cũng chịu nhảy. Nếu mà bạn ấy tiếp tục không nhảy là Miu lại phải ngồi nhìn, Miu không biết nói gì luôn á. Buồn dễ sợ. Để xuống mình lượm đồ, mình kiếm coi có cái gì đó mình mới có chặn để mình nói chứ. Rồi. Trời ơi, cái chỗ này hình như nó không phải là bến cảng mọi người à. Không biết nhảy xuống rồi có đồ để lượm không nữa. Bây giờ Miu sẽ đi lượm đồ. Thì lần này là chơi đúng ạc chính của Miu rồi á, không có mượn ạc của người ta nữa. Để Miu chỉ xem coi với cái răng của Miu hiện tại bây giờ là do lâu quá không chơi nên nó nằm ở trên bàn á, không biết là đã là bắn nó có khó không hay là gặp toàn boss không thì Miu không biết nữa. Giờ Miu sẽ đi kiếm súng cái đã, không có súng luôn. Cái khu gì mà nó trống quơ trống quắt. Cái khu gì mà nó không có cái gì hết trơn á. Được có cái ba lô hả? Được bịt máu với cái liềm nè. Không lẽ giờ cầm liềm đi chám lộn chứ trời, không có súng luôn. Hình như nãy mình ở trên mình chạy xuống đúng không ta? Đúng rồi, chạy ngược xuống mới được. Chạy bậy rồi. Đồng đội mình đang bắn lộn khí thế, còn mình thì vẫn đang đi mò súng. Và súng nó nằm đâu thì không biết, mà có cái băng đạn hả. Máu, súng đây. Con gái má ơi. Được cây DB. DB 8 mấy quên rồi. Cái cây DB này thì nghe đồn là xoáy xe đang chạy á. Rất là ngon nha. Mà Miu chưa có xoáy bao giờ, không biết có ngon thiệt hay không. Mà cái cây này thì nó thay đạn hơi bị lâu, Miu rất là ghét cầm luôn. Tình hình là cái khu này nó không có gì hết, và bo nó thu ngược về bên kia rồi. Thu xa ghê luôn á. Nhờ trước mặt Miu đây là con boss nha mọi người. À, nó thay đạn cực lâu luôn. Nhìn nó kìa. Gỡ ra nhét ngục vô. Lắp đạn đồ. Nhìn mà thấy ghét lơ. Bây giờ Miu đã có thêm được cây mini. Thì cây mini này bắn thì nó có 10 viên 20 viên hả. Không thích luôn. Ước gì giờ có cây M416 nhỉ.
Nhà mình có cây M416 không? Hạnh phúc biết bao nhiêu trời. Không biết bên đây là nó có cái gì không? Giờ mèo sẽ chung vô cái hòm này coi coi nó có cái gì trọng. Không, cậu đừng có thấy M416 này mọi người. Rất thật là hạnh phúc khi yêu cậu được thấy có được hẳn một cây M416 luôn. Rồi bây giờ Miu sẽ chạy qua bên đây rồi kiếm coi coi nó còn cái gì không, chứ cái khu gì mà nó không có cái gì hết. Đồ nó rất là ít luôn á. Được lon nước nè, lại máu nữa, đạn đâu ta? Làm đạn chưa có đã. Sao mà cái khu gì mà nó ít đạn ghê. Thôi chạy bo trước, vừa chạy vừa quăng đồ. Cái nòng giảm thanh AR rồi mà không có cái gì xài được hết trơn. Nhờ Mio sẽ chạy nó qua bên cái khu bên kia để kiếm kiếm đồ á. Và sẵn vô bo luôn nha. Cái khu nhà bên kia là nó ở trong bo luôn. Để Miu chạy qua kia em xem coi có cái gì không chứ. Lại mặt nó giáp nát nữa rồi. Không bao giờ mà làm clip mà được cái giáp lành lặn hết trơn. Toàn là giáp nát không à. Toàn là đi móc giáp của mấy cái đứa mà bị mình giết không á. Ôi, giáp lành thì toàn là giáp một hai năm hết trơn. Mà cái ngôi nhà này nó cũng chả có cái gì hết trơn nha. Anh gặp em là tiêu rồi. Em sợ máu. Y là boss nữa nè. Ủa boss sao bắn đau vậy? Ủa mà boss thiệt đấy. Nhưng mà cái khu này hình như là có người đã lấp rồi hay sao, có người lụm đồ rồi. Nên có xác nằm ngay chỗ này luôn nè. Mình vẫn không có được một cái giáp lành nào hết. Bên kia có cái xác nè. Cái này là hồi nãy là do người ta bắn nhau nên nó có cái xác nha mọi người. Mình đi mót được miếng đạn. Còn cái trong nhà thì bị lụm hết trơn rồi, không còn gì hết trơn. Mót thêm được miếng đạn. Nhưng sao hoặc chơi KS nhỉ? Chứ cây DB18 nó thay đạn lâu quá. Cảm giác như mình đang đi mót đồ của người ta vậy. Lại DB nữa. Và bây giờ Miu sẽ chạy đi qua bên kia luôn. Chạy hẳn vô luôn. Miu sẽ chạy đi qua cái khu nhà bên kia xem còn gì không. Với cái tình hình này là cái khu này là đã bị lụm hết rồi. Không phải đồng đội mình lụm nha, mà là địch lụm đấy. Cửa nó mở tăng quát hết trơn luôn hà. Bo hình như là bo bắt đầu thu rồi nha mọi người. Rồi bên đây cũng cửa mở tan quát luôn. Vậy là xác định là cái khu này là đã có một cái tem nào đã lụm rồi. Nhưng mà sao mà họ vẫn chừa đồ nhiều ghê á. Chứng tỏ là cái khu này là hồi nãy là đồ nhiều lắm nè nên nó mới chừa nè, chứ không là nó lụm hết rồi làm gì chừa cho mình trời. Được cái chấm đỏ rồi nè, mừng quá. Miu thích xài cái red dot này hơn là cái kia nha. Cái kia nó xài rất là cực. Tiếng Anh của nó là Red Dot, Miu nhớ là Red Dot. Còn bây giờ phiên bản này là xài Việt Nam thôi. Còn cái phiên bản nước ngoài á, nó không cho tải về nữa. Miu không có tải về được. Chứ Miu thích xài bên bản nước ngoài hơn. Không có cái gì hết. Được trái bơm nè. Giờ lụm bơm đi ném lộn thôi chứ. Trời ơi, đồng đội mình kìa chạy nhanh dễ sợ. Thì dự là tình hình là chắc cái tay mà lụm đồ bên đây là vô bên farm để đi lụm đồ rồi. Miu sẽ né cái farm với lại cái Mita gì đó ra mà Miu sẽ chạy một vòng. Miu lụa lên cái núi để Miu núp thôi. Bây giờ không chơi một con bốn nữa. Giờ Miu sẽ như có cái xe.
Giờ Mèo sẽ lấy cái xe đi, Mèo chạy cho lẹ. Em bây giờ tem nó chạy ghê quá. Giờ lên xe. Ủa, lộn rồi, trời ơi, lái chứ không phải vào, lộn. Bây giờ Mèo sẽ lên xe, quay đầu xe lại, chạy lên trên kia nha. Mèo sẽ chạy cho tem chạy theo chơi vậy, không chở đứa nào theo đâu, nó ghét chạy bộn. Một mình là ta buồn rồi, bây giờ ta sẽ đi luôn, không rước đứa nào theo hết. Miu sẽ né cái đường nhựa này ra nha, mà Miu sẽ băng thẳng lên trên kia luôn. Đây, Miu sẽ chạy thẳng qua bên đây luôn. Miu sẽ né hết mấy cái khu nhà này ra và Miu sẽ chạy qua bên kia. Thì bây giờ là Miu sẽ quăng cái xe này ở đây luôn quá. Quăng xe đi. Đó, từ đằng sau nó có một khu nhà nè. Bây giờ Miu sẽ chạy vô cái khu nhà này coi coi có ai lụm gì chưa. Nếu chưa Miu sẽ chạy thẳng lên trên kia luôn. Cửa lại mở tan quát nữa. Trời ơi, cái khu này là có người lụm hết rồi nè. Ý, chờ lại cái cấp 4 kìa. Mình vẫn mót được một cái cấp 4 mọi người ạ. Vẫn còn mót được cái cấp 4, chưa đến nỗi. Tem nào lụm mà chùa dữ không biết nữa. Trên đây thì trống lơ trống quắc luôn rồi, không còn gì hết á. Bây giờ người ta lụm hết trơn rồi mà tem vẫn chạy theo đuôi Miu nha. Trời ơi, sao tem tốt dễ sợ, tốt tính rồi á. Bây giờ Miu sẽ chuyển khu đi, Miu đi kiếm khu khác để lượm đồ. Và bây giờ là có một người nào đó đang chạy vòng vòng trước mặt Miu nè. Bây giờ Miu sẽ ra Miu kiếm nó đi, Miu giết nó cái đã. Nó chạy vòng vòng có cái dấu chân kìa. Buồn là khi mà mình quay cái clip trên máy tính như thế này á thì Miu không có thể mà vừa ghi âm game mà vừa. Ui, hai thằng lẫn nha. Từ từ, để bắn nó xong đã rồi. Rồi nói gì nói. Tem Miu giết được một đứa rồi, còn một đứa nữa. Một đứa nữa có cái dấu chân. Ý, ba lô ba. Ba lô ba kìa. Thôi bây giờ lượm ba lô rồi chạy ra thôi chứ. Ý, trời ơi, đâu ra vậy? Đâu ra sát bên luôn như đúng rồi. Nhiều pha thoát tim dễ sợ. Rồi, bây giờ Miu sẽ uống miếng nước và Miu chuyển cái khu khác và chạy bo luôn nha. Cái bo nó hơi bị đau luôn á. Trời ơi, cái bo. Cái bo mà nó thu ngược về bên đó là gì là xác định rồi. Lấy nữa chạy bo sấp mặt luôn cho coi. Thôi kệ tem đi, tem làm gì làm, vét gì vét đi, mình không vét nữa. Bây giờ mình chạy bo thôi. Và đây nó có cái nhà bơ vơ giữa dòng giữa trước cửa nè. Phải công nhận là cái nhà nó không có cái gì thiệt. Cái nhà nó không có cái gì thiệt luôn mọi người ạ. À. Đó. Thì bom mà bom nó thu như thế này thì 100% là nó thu ngược về côn rồi. Nó sẽ thu ngược về côn chắc luôn, nên Miu sẽ né. Miu né cái dòng ở bên ngoài mà Miu sẽ né cái dòng chính giữa nha, Miu sẽ đi lướt ở ngoài thôi. Đi vòng vòng cái mép bên ngoài thôi cho an toàn. Mà hồi gần vô trong rồi Miu sẽ bay thẳng lên trên đồi, Miu nằm luôn chứ Miu không vô trong côn nha. Để cho mọi người bắn lộn đi, mình chờ khúc cuối mình hốt xác bọn họ thôi là được. Máu nhiều quá ta, hôm nay hình như chưa có ai lụm thì phải. Đúng rồi, con này không có ai lụm nha, vẫn còn nón hai như máu nước đồ rất là nhiều, nhưng mà thôi kệ đi, không quan tâm nữa, chạy bo quan trọng hơn. Cái bo nó xa lắm mà 1 phút nữa nó thu mất tiêu rồi.
Cái cảm giác mà rút cái bo như thế này cảm thấy nó đau gì đâu ấy. Chạy bộ mệt nghỉ luôn. Mỗi lần mà đi với Tem mà Tem nó nhảy như thế này là có cảm giác y như là y cái game này là mình chỉ biết chạy bo thôi. Ôm điện thoại chạy bo. Không bắn được ai hết trơn. Thì bên kia nó có một khu nhà, nhưng mà đồng đội của Miu vô trước rồi, Miu sẽ không vô. Miu sẽ chạy qua bên Tem, chui vô bo trước đã. Đó, đồng đội của Miu kìa. Bây giờ Miu sẽ nhảy vô thử coi còn gì vét được không. Ôi, được cái giáp lành lặn rồi nè mọi người ạ. Miu đã có được cái giáp 2 lành lặn rồi nè. Trời ơi, mừng rơi nước mắt. Đợi thêm cái chấm đỏ nữa. Có cái băng đạn ngon hơn rồi nè. Cái băng đạn AR nó thay đạn nhanh nha. Băng đạn đó là thay đạn nhanh, với lại nó tăng lên thêm cho mình 10 viên thôi, chứ nó không có tác dụng gì nữa hết á. Cái ống nhắm là gì à? Không sao, vô trúng cái cây súng nhỏ không sao. Bây giờ Miu sẽ chạy luôn nha. Dí theo ngược lại Tem, nãy mình bỏ nó, giờ nó bỏ ngược lại mình. Hoặc là giả man. Giờ Miu sẽ đi thẳng lên trên kia luôn nha. Qua bên cái chỗ mà khu mà Miu chấm á, Miu sẽ chạy qua bên đó luôn. Và bây giờ không muốn lụm nữa. Bây giờ là muốn đi bắn lộn rồi. Bây giờ đạn nó bao la rồi. Đồng đội vẫn đang tiếp tục bắn nha. Vẫn bắn nhau khí thế, và mình thì vẫn đang cắm đầu mà chạy, chứ không có bắn được ai hết trơn. Mình không vô nhà luôn. Bây giờ Miu lên thẳng đồi luôn nha. Nghe có tiếng đạn nhưng không thấy người đâu hết. À, đồng đội của Miu đang bắn bên kia nha. Thấy máu nó xịt lên luôn. Mà một thì cân hai sẽ được. Nên chắc chắn là Tem của mình là bắn được rồi. Nên mình đi luôn thôi. Rồi, lại nghe tiếng bắn nữa. Nó vẫn còn bắn nhau nữa nha mọi người. Tem gì đâu mình, đồng đội của mình gặp địch nhiều dữ. Còn mình thì không thấy ai hết trơn. Mình ngồi đây mình nhìn nha. Ngồi chung với ông số 2, ngồi nhìn coi có cái gì hấp dẫn. Ông số 2 ông cũng bắn ké được nữa. Ghê không? Mình thì không thấy cái gì hết trơn. Bỏ cốp lên nó cũng chả thấy gì luôn. Đồng đội của mình đang đi lớp xác đó nha. Đi lụm xác, đi mò xác quá. Cái người kia coi có gì không. Bây giờ mình mặc kệ, mình chạy bo thôi. Tại vì cái bo này á, Miu đóng 100% là nó thua ngược về côn rồi. Đúng y mà đâu có sai đâu. Trời ơi, nó xa vời vợi luôn kia kìa. Ui ui. Trời ơi, cái bo chạy bo hì hục luôn á. Cái ông số 2 ông bảo là boss không. Thì đúng là boss không mà. Bắn nãy giờ có thấy con ngừ nào đâu. Nếu mà gặp ngừ là nãy giờ bắn nát tay mình rồi. Skull thì có người chắc rồi đó. Tới chế độ ban đêm rồi. Giờ mình sẽ tắt cái chế độ ban đêm cái nha. Bây giờ Miu sẽ chạy thẳng bo vô và đi để đi mò cái xe cái đã. Trời ơi, ông giết được 8 người rồi nha. Ông bảo là ông giết được 8 thằng boss. Bây giờ ông bảo là ông giết boss. Ừ, lát nữa. Lát nữa xong vô trong kia. Ông biết ông bắn boss hay là ông bắn ngừ. Hay là ông thấy ngừ ông bỏ ông chạy, không biết nữa. Cái bo nó khủng khiếp quá mọi người à. Nhờ Miu sẽ không vô trong khu nhà nào nữa hết, mà Miu sẽ đi kiếm cái xe. Bình thường bình thường thì ở ngoài mấy cái đường lớn thì nó chắc chắn là nó sẽ có xe, mà không biết là cái khu này thì nó có xe hay không. Miu ngó thử coi.
Không có xe rồi mọi người ạ. À. Thôi chạy bo thôi chứ tiết kiệm thời gian chứ kiếm xe gì nữa. Trời ơi. Nghĩ sao y một con đường lớn mà ngay khu nhà như vậy mà không có một chiếc xe nào hết trơn. Giờ Miêu sẽ chạy thẳng vô bo luôn nha. Nó hơi bị xa rồi. Sao quá. Hy vọng là trên đường mình đi là không có ai ra ngăn cản nha. Bo nó vẫn còn xa vời vợi. Đúng rồi, cái game, một game chỉ biết cắm đầu chạy bo thôi chứ không biết làm gì hết trơn. Đồng đội nhảy, nhảy cái vị trí tốt quá mà. Nhảy cuối đường bay luôn. Hái dã man. Mình lại thấy khu nhà là mình ngứa tay hả? Nhà này nó đóng cửa chưa có ai lượm hết trơn á. Bên kia có thánh kìa mọi người. Có cột tro khói đỏ nó bốc lên kìa. Mà không biết cái thánh đó là nó rơi ở đâu ta. Hình như là rơi trong quân luôn thì phải. Mà thôi bây giờ mặc kệ thánh đi. Báo cho tem đứa nào biết chơi thì nó nghe như vậy nó sẽ biết nó né. Ông số 2 với ông số 3 đâu có chiếc xe ngon vậy. Hai người đó đâu có chiếc xe chạy ngon hen. Nhờ ông số 1 với Miu thì chạy bộ sấp mặt luôn. Nhưng hơi cũng vô kịp rồi. Và cái bo nó vẫn đang thu sao mông ấy. Giờ Miu sẽ đi kiếm chỗ mới nằm mới núp coi coi sao. Tại vì này cái chỗ này thì nó gần bên quân rồi. Thì bên cái quân này là chắc chắn là nó rất là nhiều người luôn. Tại bình thường người ta muốn bắn lộn với lại đi lượm đồ nhiều á thì là đa phần là người ta sẽ nhảy xuống quân. Ui cái bo này là nó thu ngược về bên phía mình rồi. Ui coi dưới bắn lộn kìa. Sau lưng cũng có một đứa nữa kìa. Đông dữ. Mình vẫn không thấy ai hết. Sương mù dày đặc và không thấy người nào hết. Nó cứ kẹt vô cái cốp kỳ ghê. Kẹt vô cái ống nhắm rồi nó mở ống nhắm lên hoài luôn. Đó. Ở bên kia lại có thêm một người nữa. Ở đâu ấy nhờ? Miêu sẽ lên cái tảng đá này Miêu nằm. Kiếm thử coi ở đâu. Nghe dấu chân luôn nè. Đó đó đó, nó kìa. Thấy rồi nha. Này hình như cũng là boss luôn rồi mọi người ạ. Giờ Miu sẽ bò lại Miu lượm coi có cái gì hay không. Vẫn không có cái gì. Không có gì đặc biệt hơn. Vẫn nhiêu đó. Thì bây giờ với cái bo như thế này thì mình không cần chạy nữa rồi. Mình chỉ nằm thôi. Và mọi người thấy Miu nói đúng không? Nó thu về côn mà. Chắc chắn 100% là thu về côn luôn. Không gian yên tĩnh và vẫn còn 11 người trừ trừ 4 người tem của Miu ra thì nó sẽ còn lại 7 người nữa. Vẫn còn rất đông nha và team Miu thì vẫn đang quấn lộn khí thế. Ông số 1 ông sắp nằm rồi. Hết máu luôn rồi kìa. Hấp dẫn rồi nha. Bây giờ mình chạy qua bên đó luôn nha. Mà thôi, núp đi. Cứ để tay mình xong pha chiến trường mình nằm đây hưởng lợi cũng được. Sương mù nhiều quá mà Miêu thấy cái gì bên đó kìa, nãy mới thấy nó nhô lên nhưng mà bắn không được. Bây giờ hình như là còn lại là ngừ không thì phải. Không thấy được lá cây đổ che hết trơn, không thấy được gì hết trơn. Không thấy được gì luôn.
Bây giờ mình nằm đây đi, chờ bo nó thu xong rồi mình tính tiếp. Thì bây giờ số 2 là nằm luôn rồi, không thèm ra nữa. Mèo mèo nghe tiếng bắn đạn đàng hoàng, nó đâu ở bên cái khu nhà rồi, bên kia vẫn còn một người nữa, rất là đông luôn, vẫn còn 10 người nữa nha, không thấy được. Sương mù chứ có cốp cũng như không, không không thấy được gì hết. Thôi đi công luôn quá. Nếu vậy là còn 6 người nữa là cỡ 2 tam. Đó, tem miêu bắn khí thế luôn kìa, trời ơi. Ông số 1 với ông số 3 bay vô bắn khí thế luôn. Mình chạy qua mình bắn cá thôi, tại vì bây giờ là còn cỡ 4 người. Thôi đi qua luôn chứ. Rồi thêm một người nằm nữa. Còn 7 người. Còn 3 người nữa, 3 địch nữa. Giờ chạy qua luôn chứ. Đó, nó lại nã đạn kìa. Mà nó nằm đâu ở khúc dưới á, đâu ở trong trường học ấy, đâu trong khu, vẫn vẫn không thấy được ai hết. Mà tem miêu thì vẫn đang bắn khí thế. Còn 2 người nữa, thôi để tem tự xử luôn quá. Mình chạy xuống thử coi có gì vui không. Ây da, đứa nào bắn mình vậy? Đâu dọ, đâu bắn miêu dọ. Tem mình xử luôn rồi. Trời ơi cái tem. Rồi video của Miu đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Tem đã làm hết nhiệm vụ và gánh tem cho Miu. Và Miu thì không bắn được ai hết trơn ngoài trừ 4 con boss. Buồn dễ sợ. Sát luôn nè mọi người. Là cái sát của nó vẫn không có gì hết trơn. Giờ thả cho đồng đội mình một trái bom thử coi. Này là đồng đội chứ không phải là địch mà ha. Rồi, nổ một cái bom nhưng đồng đội không chết, hình như họ thoát rồi.